chiều ngày 15 tháng 4, Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Tường tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý 1, triển khai nhiệm vụ công tác công đoàn quý 2 năm 2022. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Phan Bán Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện. Quý 1 năm 2022, được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện và công đoàn cấp trên, phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn huyện Vĩnh Tường đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác tuyên truyền, giáo dục từ huyện đến cơ sở thường xuyên đổi mới với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với tình hình của từng loại hình cơ sở. Các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động được quan tâm, tập trung vào các phong trào thi đua. Một triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19 đã có 9 sáng kiến đã được cập nhật lên hệ thống. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tiếp tục được phát triển mạnh. Qua đó đã thu hút được đông đảo công nhân viên chức lao động tham gia tổ chức công đoàn. Tính đến nay liên đoàn lao động huyện có 5.705 đoàn viên công đoàn. Quý 2 năm 2022, các cấp công đoàn huyện tập trung thực hiện đẩy mạnh các hoạt động các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống của công nhân viên chức lao động. Triển khai kế hoạch tổ chức giải thể thao trong cán bộ, đoàn viên công đoàn, triển khai mô hình xanh, sạch, đẹp tại trường mầm non Vĩnh Thịnh. Cũng tại hội nghị, Liên đoàn Lao động huyện đã triển khai một số nội dung quan trọng khác